Xin chào các bạn. Khoảng thời gian nghỉ dịch ở nhà cũng là khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu sử dụng khá là nhiều và thiết kế khá là nhiều trên slide PowerPoint. Mình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi, và một trong các câu hỏi mình nhận được đó là các bạn ý gặp khó khăn khi copy một cái slide từ file này sang một cái file khác. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục cái sự cố như vậy nhé. Ok, chúng ta cùng vào video nào. Thì như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đây thì mình đang có hai cái file PowerPoint. Và một cái file PowerPoint nó là một cái game, đúng không ạ? Và về thực tế, trong thực tế thì đây chính là cái file PowerPoint các bạn tải từ trên mạng xuống. Và cái các bạn muốn là gì? Các bạn sẽ copy cái slide ở cái file này, copy sang một cái file khác. Thì mình ví dụ đây, các bạn copy này. Sau đó các bạn sang bên cái file disk và các bạn ấn Ctrl V. Ồ, thì các bạn sẽ thấy ngay là hai cái slide này ở hai file khác nhau, thì cái nhìn của nó khác nhau. Và cái các bạn có thể dễ dàng phân biệt được nhất đó chính là cái slide disk nó không có nền, còn slide gốc ban đầu thì nó có nền. Đấy chỉ là một trong các cái lỗi mà các bạn gặp phải nếu như các bạn copy và paste thông thường. Ngoài ra thì một số trường hợp nó còn bị lỗi như là lỗi về phông chữ này, hoặc là lỗi về màu sắc. Vậy thì cái nguyên nhân do đâu, đúng không ạ? Thì thực ra nguyên nhân cực kỳ đơn giản, đó là do hai cái file PowerPoint này của chúng ta đang khác nhau themes, tức là khác nhau về cái giao diện mặc định cho cái file PowerPoint đó. Ok, mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đối với cái file disk, cái file ban đầu ấy, thì các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn vào tab design thì cái style của file này, đây các bạn nhìn thấy cái theme, chính xác là themes, nó đang có tên là Office Theme. Và các bạn nhìn thấy cái theme của nó đang có nền, đúng không ạ? Nhưng khi các bạn copy và paste sang cái file disk thì ở bên này cái theme mặc định của nó đang không có nền. Thế nên khi các bạn paste sang nó sẽ không hiển thị nền. Vậy thì cách khắc phục là gì? Chúng ta phải để cho PowerPoint hiểu là khi các bạn muốn copy cái slide này sang thì chúng ta giữ nguyên mọi thứ, tức là giữ nguyên theme. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Thay vì việc các bạn ấn Ctrl V thì các bạn hãy click chuột phải. Và ở phần Paste Options các bạn sẽ thấy có 3 tùy chọn, đó là Use Destination Theme và Keep Short Formatting và Picture. Thì mặc định nếu như các bạn ấn Ctrl V nó sẽ tương đương với việc các bạn chọn là Use Destination Theme, tức là nó sẽ ăn theo cái theme của cái file các bạn dán vào, các bạn paste vào. Còn để thu được cái các bạn mong muốn thì các bạn sẽ phải click chuột phải chọn cái ở giữa, tức là Keep Short Formatting, tức là giữ nguyên định dạng, giữ nguyên cái nguồn, giữ nguyên cái theme của file các bạn copy. Đó, và như các bạn nhìn thấy, khi các bạn chọn tùy chọn ở giữa thì các bạn mới giữ nguyên được toàn bộ giao diện. Ok, và thao tác của nó đơn giản chỉ là như vậy thôi, mà có rất nhiều các bạn hỏi mình cái vấn đề như thế này. Thì mình hy vọng rằng sau cái video này thì các bạn đã biết cách xử lý cho cái vấn đề mà các bạn gặp phải nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung của video. Đừng quên bấm like và subscribe video để đón nhận những cái video tiếp theo của GTHO nhé. Cảm ơn các bạn.